Tâm Phát xin chào tất cả các cô chú anh chị. Nay giới thiệu với cô chú anh chị con bếp ga Rinnai mặt men nút nhấn, có cái mã số là số 4 đời 2018, giá 3,6 triệu. Một bếp Rinnai mặt men nút nhấn, cái màu hộp gà nha cô chú anh chị. Thì hôm bữa lâu trước có cô chú anh chị nào mà kiếm mua hộp gà mà bên em đã bán hết, thì hôm nay em về được tổng cộng chắc chiếc này đâu được 5 con mà hộp gà không. Thì cô chú anh chị xem video lòng điện thoại lại giúp em. Trước khi vô giới thiệu cho cô chú anh chị con bếp này, thì em cũng nói một số chính sách thay đổi trong năm 2021. Thì trong năm 21 này thì bên em bán là bao ship toàn quốc tất cả các mặt hàng bếp ga, như là cái con số 4 đời 2018 giá 3,6 triệu này đã được bao ship và tặng một cặp pin Duracell Alkaline dung lượng cao và gắn lưới chống chuột miễn phí cho cô chú anh chị, và không ship COD. Thì cô chú anh chị mua bếp vui lòng đặt cọc cho em một ít, rồi cho em thông tin địa chỉ, rồi em sẽ gửi bếp tới nhà, rồi cô chú anh chị được quyền kiểm tra, sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển nhà tăng cấp pin này. Pin này là thương hiệu của Mỹ. Thì em là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nói chính xác hơn là ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thì em làm việc tất cả các ngày trong tuần, thứ bảy chủ nhật luôn, từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Thì cô chú anh chị mua bếp vui lòng điện thoại hoặc là nhắn tin thường á, qua số điện thoại là 0938 349 749. Rồi sau đây mời cô chú anh chị các bạn xem trên dưới trong ngoài con bếp, rồi sau đó chúng ta sẽ test các chức năng của con bếp. Thì đầu tiên là mời cô chú anh chị xem cái mặt trên của con bếp. Thì tất cả các bếp em bán đều là bếp mặt men hết, chứ không phải là mặt sơn. Mặt men rất là bền, dễ lau chùi. Đây là có màu hộp gà số 4 đời 2018, giá bán 3,6 triệu, bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột. Đây cặp kiền bắt nồi của con bếp à. Thì cũng bán bếp đời mà từ 2008 đổ này về sau này á, thì đa số là nó xài cái kiền tròn nè, cái gọng này cái gọng tròn nè, còn từ 28 đổ về trước á, là nó xài cái gọng này là cái gọng mẹ lớn á. Đây là cái lỗ thoát hơi của cái lò nướng. Cái bếp này đời cao cũng còn rất là đẹp. Đấy, em quay cho cô chú anh chị xem. Bếp nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng. Đây có một cái vết cắn chỗ này nè, cắn này là ngay chỗ cái kiền không, cái kiền quá, đúng rồi, ngay chỗ cái kiền, để cái kiền lên là không thấy, do cái kiền nó cắn. Ngoài ra là cái mặt này nó chỉ có một cái vết chỗ đó thôi, ngoài ra là không có một cái vết nào hết. Thì nó cũng được thiết kế là hai bếp nấu một bếp nướng, bộ chia lửa của nó bằng Atimon này. Bếp này còn đẹp à, cái hồng ga này chưa có một cái vết rỉ ố nào hết. Thì nó cũng trang bị sensor cảm biến nhiệt đáy nồi, khi chúng ta đun nấu cạn đáy tự động ngắt ga và khóa ga, và cảm biến lửa gió thổi tắt khi chúng ta đang nấu á, lửa bị gió thổi tắt thì nó cũng tự động ngắt ga và khóa ga. Bên đây cũng vậy, còn rất là đẹp nữa, đời 2018. Cái mặt cái cạnh này là không có một cái vết cắn, một cái vết trầy nào. Rồi cô chú anh chị xem cái mặt trước của bếp. Thì do là bếp hàng nội địa Nhật thì do vận chuyển về thì nó cũng có một cái vết trầy nhỏ chỗ này. Đây
em bị trầy sơn thôi chứ nó không cắn không mớp này. Đây là nó học cái học để pin, nó cũng sử dụng hai cục pin đại lớn. Thì mua bếp nem em tặng cho cục backup pin này nè, với lại gắn lưới chống chuột. Đây là ba lửa nút nhấn của cái bếp trên, có chế độ khóa cho em. Đây là cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Đây là cái khay nướng của hộp nướng. Thì khay nướng này nó bằng inox, vậy nướng cũng bằng inox luôn, còn rất là mới đó, chưa có một vết ten, một vết ố nữa hết. Thì này ta có thể nướng cá, nướng thịt tùy tùy thích. Nếu cô chú anh chị mình nướng cá thì chúng ta khỏi cho nước nướng thịt đó, thì cho một cốc nước vô đây, nó nướng thịt nó sẽ ngon, nó sẽ mềm ha. Đây là cái hộp nướng nè, cái hộp nướng này còn mới xanh luôn nè. Đó, chú chạy theo. Đây là cái nút nhấn của hai lửa của bếp trên, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Rồi cái này nút nhấn của cái lò nướng này, như thế này có tiếng chuông nè, này nó báo có tiếng chuông nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Đây nó cũng có một cái vết cày đây nè, do vận chuyển đường xa về cày sơn sơ rồi chứ không có móp. Thì cô chú anh chị xài đồ nội địa Nhật thì chúng ta cũng châm trước bỏ qua những cái vết này. Đó, tháng 6 2018. Đây là cái mặt méo cánh hông méo phải, đây là cái mặt sau lưng của con bếp nè. Đây là cái cành hông mé bên trái, ở đây cũng có một cái nè được chấm sơn lại nè. Ngoài ra là cái mặt trên này là không có một cái vết cắn vết đầy nữa hết. Thì tôi mua bếp thì chủ yếu là cái mặt trên này với cái mặt tiền thôi, còn cái mặt hông thì nó cũng nếu mà có những con bếp mà nó đỡ cày đỡ cắn thì cũng còn đỡ, còn đẹp thì còn tốt, còn nếu mà những con bếp nó cắn nó cày nhiều quá thì cô chú anh chị cũng châm trước. Rồi sau đây mời cô chú anh chị xem cái phần bên trong của con bếp. Đây là cái phần bên trong của con bếp nè. Còn rất là mới nha cô chú anh chị. Dàn khung sườn còn nguyên si luôn, chưa có một cái dấu mốp, chưa có một cái vết rỉ ố hả. Linh kiện đều còn sáng bóng sạch đẹp hết. Đây là bên trong này là còn nước xi rin của nhà máy sản xuất luôn à, không sơn không tút gì lại. Cho cô chú anh chị xem kỹ để chúng ta lựa chọn và mua sắm cho gia đình và người thân những con bếp mình ưng ý nhất. Rồi mời cô chú anh chị xem phần bên dưới của con bếp, rồi sau đó chúng ta sẽ test các chức năng của con bếp. Linh kiện còn rất là đẹp.
lạnh đồ cũng ngon đẹp, không có mớp, không có rỉ. Hồng nướng rồi cũng không có rỉ luôn, không có mớp. Đẹp và sáng. Đó, cô chú anh chị thấy không? Thì giá 3 triệu 6 đã bao ship tặng pin và gắn lưới. Rồi sau đây em sẽ đẩy nắp này lại rồi chúng ta test các chức năng của bếp. Thì cô chú anh chị xem video lòng ủng hộ kênh bằng cách là chia sẻ, giới thiệu anh em bạn bè người thân gia đình cùng biết đến kênh YouTube Tâm Phát Audio chuyên bán thiết bị nội địa Nhật như bếp Gam, Ly và Lo. Thì cho em ủng hộ cho em đăng ký kênh, rồi cho em một nút like và một nút chia sẻ luôn để kênh YouTube của em có một ngày nó phát triển hơn, thì cũng có một phần đóng góp của cô chú anh chị, em cũng xin thật cảm ơn. Rồi đây em sẽ test chức năng đầu tiên của con bếp là đang nấu gió thổi tắt lửa tự động ngắt ga và khóa ga. Rồi, bếp đã cháy rồi đó. Đây là cái cần chỉnh lửa lớn nhỏ nè. Đây cũng vậy, sẽ gạt cho nhỏ lại rồi em thổi cho nó dễ. Rồi bếp đã tắt, rồi chúng ta chờ trong giây lát rồi nó sẽ báo. Đó, nó đã báo rồi đó, bếp này nó có tiếng chuông. Đây, bếp vẫn còn mở nè. Đó. Còn trái. Rồi, bên đây cũng vậy, bếp vẫn còn mở. Rồi, còn trái. Rồi cái chức năng thứ hai là đun nấu cạn đáy tự động ngắt ga và khóa ga. Đó, hai cái nồi lên. Bếp rất là nhạy, nhấn một cái là cháy. Đó, bếp đã cháy rồi đó. Thì trong thời gian chờ đợi thì em sẽ test luôn cái hộp nướng cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây, hộp nướng đã cháy rồi nè. Thì cái hộp nướng này mà chúng ta chỉnh cái gạt lửa lớn nhỏ này nó dao động rất ít nha. Rồi, em test cái chức năng gió thổi tắt lửa tự động ngắt ga và khóa ga. Bếp này còn cái mặt còn rất là đẹp. Đời 28. Đó. Cái hộp nướng nó đã báo rồi đó. Đây, bếp nhờ, hộp nướng nhà con mở này. Em sẽ quẹt hộp quẹt. Đó. Và đồng thời ở trên nó cũng đã báo nhỏ lửa lại. Thì nó muốn báo nhỏ lửa và muốn tắt ngay luôn, nó muốn hóa ga luôn đó, thì nhiệt độ nó ngoài ngoài 300 độ C. Nó tự động ngắt ga và khóa ga. À, bếp bên này đã báo rồi nè. Bên kia cũng đã báo luôn. Rồi giờ tôi nhắc hai cái nồi xuống. Đây, bếp vẫn còn mở. Đó, nó đã khóa ga và rất an toàn và tiết kiệm ga. Đây, bên này cũng vậy. Rồi, thì cô chú anh chị và các bạn mua bếp thì vui lòng điện thoại 0938 349 749 hoặc là nhắn tin cho em bằng tin nhắn thường. Rồi em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.